Mình sẽ bắn cây nỏ này nhé. Vừa mới lau nòng xong, chốc nữa đóng gói chuyển cho bác ở Tuyên Quang. Rất chuẩn, rất mạnh. Cây này nó bằng gỗ đinh rất là đẹp, mình định để chơi đấy nhưng mà bán cho cái bác này cũng thấy tiếc. Dùng tay một tí thôi mạnh lắm các bạn.